Xin kính chào các anh chị em. Chúng ta một vài phút với nhau nghe một ca khúc âm nhạc. Đời em tắt nụ hoa.
thâm sâu đôi chiếc tiền đón anh bình minh hiếp sau đôi tim hòa chào đón chào các anh chị em. Vâng, thưa các anh chị em, lời đầu tiên xin được kính gửi về quê hương, về Sài Gòn, về miền Nam. Một cái cảm giác là chúng ta đang bị cô lập, chúng ta đang bị những thế lực đen tối bao vây chúng ta. Xin được chia sẻ với các anh chị em một cái cảm giác là chúng ta bị tù đầy, chúng ta bị trói chân, trói tay một cách khá là vô lý. Điều này nó làm cho chúng ta nhìn lại thân phận của mình, nhìn lại cái trách nhiệm chính trị của mình, thái độ chính trị của mình. Đồng thời, chúng ta nhìn ra cái năng lực cầm quyền của những, tức là năng lực điều hành đất nước của những người cầm quyền của ngày hôm nay. Đây là một cái tai họa, nó đến, trước hết nó đến từ chúng ta. Sau nữa đó, nó mới là nó đến từ những người thiếu hiểu biết mà đang làm nhiệm vụ cầm quyền. Đã đến lúc chúng ta cần phải nhìn rất thẳng vấn đề để chúng ta thấy trách nhiệm của mỗi người. Chúng ta không có thoái thác được, chúng ta không có trốn trách trách nhiệm của chúng ta được, chúng ta không có đổ vấy được. Bảo rằng cái chuyện này đó là những thằng cộng sản hay là nói nôm na bảo rằng Bắc Kỳ, tức là những thằng Bắc Kỳ Ba kẻ cộng sản, tức là Bắc Kỳ cộng sản. Nó đang là cái cơ hội để cho nhiều tâm lý phẫn hận trỗi dậy. Và khi chúng ta rơi vào cái tâm trạng phẫn hận, tâm lý phẫn hận thì chúng ta dễ dàng văng tục, chúng ta dễ dàng phát ngôn những lời nói khó nghe, những câu nói khó nghe. Tôi khá là buồn trong thời gian vừa qua có những cái status của một số các anh chị em miền Nam đã chạy những cái dòng trạng thái nó hết sức là tiêu cực. Các anh chị em chạy rằng cầu cho Covid nó giết chết hết miền Bắc đi, chết hết người miền Bắc đi. Tôi nghĩ nó cái trạng thái này đó nó là điều không nên, bởi vì người miền Nam đâu có hèn như vậy. Bản chất của người miền Nam, thực chất của người miền Nam không hèn như vậy. Người miền Nam là những người tiên phuông, là những người phá núi khai sông. Những con người phá núi khai sông không mang cái tâm thế đó, không mang cái thái độ đó. Bởi vì thái độ đó đầu tiên đó là thái độ không dám làm, không dám hành động, mà chỉ chờ hoặc là ông trời, hoặc là ông Phật, hoặc là ông Giê-xu làm cho mình, lo cho mình, giúp cho mình, bảo là chết mẹ nó bọn miền Bắc mình. Trong khi chúng ta tại sao chúng ta không làm? Muốn giết miền Bắc tại sao chúng ta không làm? Tại sao chúng ta không thực hiện? Mà chúng ta cứ chờ đổ đâu đó là ông vua này, ông vua kia, ông Đảo Minh Quân, ông này, ông nọ, ông chúa, ông Phật. Cho nên tôi nghĩ rằng những cái lời cỏ măng đó, thứ nhất đó là nó là thể hiện cái tâm trạng đã biến dị, đã biến dạng của người phương Nam. Vốn dĩ người phương Nam là người phóng khoáng, là người đầu đội trần, đầu đội trời trên đạp đất, là người đội sóng đội gió, đội sóng đạp gió, đâu phải là mang cái suy nghĩ nó tiêu cực và nó dở đến như vậy.
Cho nên bảo rằng đưa ra một cái câu là cho COVID đâu sao không giết chết mẹ lại miền Bắc, người miền Bắc thì tôi nghĩ thứ nhất hoặc là vì hèn yếu hèn nhát, hoặc là vì dốt, hoặc là thứ ba nữa là chính những người đang khuấy nồi cám heo đi. Tức là một nồi cám heo to như vậy, nó ở trên là có rau, ở trên nó có rau muống hay là rau lang hay là chuối, có ít cám ở dưới, có ít gạo ở dưới, và đâu đó là có cá khô chẳng hạn, thì người ta phải khuấy nó đều lên. Mà khuấy một nồi cám lớn như vậy, nó phải khuấy bằng một cái càng thước, tức là cái đồ khuấy cám heo là càng thước, thước hai. Thì cái trạng thái này nó gần như trạng thái của người khuấy cám heo. Và nó có lợi cho ai? Nó lợi cho những kẻ cầm quyền, bởi vì nó làm cho chính những người miền Nam và những người miền Bắc vốn dĩ là chúng ta không có gì khác nhau cả, là không nhìn được mặt nhau. Những người miền Nam và những người miền Bắc nếu có sự khác nhau thì nó không phải là cái khác của lãnh thổ, mà nó khác từ cái đầu của người đó đang mang cái gì, tức là từ ý thức. Nó khác ở cái chuyện ý thức, nó khác ở cái chuyện giáo dục. Nó đưa ra những cái hành vi tiêu cực của con người. Thì đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận diện rất rõ kẻ thù của chúng ta là ai. Và cái vấn đề nào là vấn đề chính đã tác động lên cái tình trạng gọi là đen tối của đất nước ngày hôm nay. Thưa các anh chị em, chúng ta trong những ngày vừa qua nó có cái tình trạng là cả hàng ngàn người đã, tức là hàng ngàn người tuổi trẻ, gọi là tuổi trẻ, từ Hải Dương đã ùn đi máy bay vào trong Sài Gòn, gọi là để dập dịch của Sài Gòn. Và trong cái câu chuyện đi vào dập dịch như vậy, nó có những người thổi lên cái chữ, nó làm cho người miền Nam bị sốc, tức là giống như là dội nước sôi vào háng, tức là cái chữ giải phóng. Tôi, thậm chí trong gia đình tôi, khi gọi điện thoại về Việt Nam mà có những người mà nói cái chữ là à cái ngày giải phóng đó là tôi sốc vô cùng. Và nó không phải là chỉ mình, nó không phải là cảm xúc của cá nhân tôi, nó là một sự nhận thức của nhiều con người. Cái chữ giải phóng, nói cái chữ giải phóng là mặc định, chấp nhận, tức là nếu chấp nhận chữ giải phóng là chấp nhận một sự bỉ ổi, một sự đau đớn, một sự khốn nạn, một sự ăn cướp, một hành vi ăn cướp kéo dài và tạo thành chính nghĩa đã 45 năm, 46 năm qua. Một cái hành vi đã lừa biết bao nhiêu những con người ngu dốt của miền Bắc, dạy con người ta thành ngu dốt, dạy con người ta thành khỉ, dạy con người ta thành heo để vác súng vào trong miền Nam, phá hoại kinh tế của miền Nam. Gọi là cái lực lượng đi bê đó, tức là đi bùi đó, lực lượng DB, tức là lực lượng đi bùi đi bê đó, thì bản chất nó là như vậy. Ngày hôm nay những người còn sống sót và hưởng được đâu đó cái quyền lợi của cái chuyện đi bùi đi bê đó, thì những người khôn ngoan thật sự thì đã nhận ra cái giá trị của cái chuyện giải phóng, và người ta không muốn nhắc lại, không muốn dùng cái chữ giải phóng. Nhưng còn khá nhiều người là đời sống, cái con mắt, nó giá trị của cuộc đời là con mắt nó nhìn nhận, nó không qua được miệng chén cơm. Tức là nó cứ lộn quẩn ở miệng của chén cơm thôi. Và đây là cái trò của Cộng sản. Đây là cái chiêu trò của chế độ Cộng sản. Ở đâu cũng thế, quốc gia nào cũng vậy. Nó làm cho con người ta con mắt chỉ có lộn quẩn ở miệng chén cơm, không đi xa hơn được. Và khi chúng ta chỉ có lộn quẩn ở miệng chén cơm nữa thì chúng ta sẽ thấy rằng cái ngày giải phóng miền Nam, cái chuyện giải phóng, hai cái chữ giải phóng nó đâu đó nó là vinh quang, nhiệm vụ. Tức là miền Nam là đói khát, miền Nam là nghèo đói, miền Nam là thê thảm, miền Nam là sống nô lệ, mất nước thế này thế nọ. Cho nên miền Bắc phải cõng cơm, cõng gạo vào trong miền Nam để giải phóng sự đói nghèo, đói khổ của miền Nam. Tôi có bà dì của tôi là người hành thiện, người làng hành thiện, và năm 1976
dì của tôi đi vào trong Nam, tức là rất sớm, năm 76 đi vào trong Nam. Và đó là một buổi trưa tôi thấy có một bà già miền quê đứng ngay trước cổng cái nhà của tôi đó. Thì có vẻ lần khân. Thì tôi mới ra thì tôi nhận ra ngay cái nét rất giống với mẹ tôi. Tuy rằng tôi không có nhận ra rõ ràng cụ thể, nhưng mà tôi hiểu được rằng à, đây là trong gia đình của tôi. Thì tôi có chạy ngược vào nhà và gọi mẹ tôi ra, thì hai chị em từ năm 1954 mà hai chị em ôm nhau khóc. Thì vào nhà thì bà dì của tôi là vẫn cầm cái túi nó, cái thời đó gọi là cái túi cát, tức là cái túi màu xanh của để mà quân đội họ để cát và họ đổ cát vào. Thì cái túi đó, cái cát, cái túi đó là túi màu xanh cô tông chứ không phải là túi nhựa. Thì trong cái túi đó nó có khoảng 7-8, cùng lắm là không chưa tới chục ký gạo. Thì vào nhà thì cứ lần khân như vậy. Rồi cuối cùng thì mẹ tôi hỏi là à, cái túi này là túi gì. Thì bà dì tôi là bẽn lẽn kêu là à, em đem gạo vào cho chị. Mẹ tôi cười, mẹ tôi chỉ lên nguyên một cái dãy tường của mẹ tôi, của nhà tôi, đó là năm 1976 thì vẫn còn gạo nhiều. Tức là mẹ tôi là gọi là làm hàng sáu, mà làm hàng sáu lớn á, tức là ngoài miền Bắc thì gọi là hàng sáu, tức là những người bán thóc lúa đó, là người miền Nam cũng như là người miền Bắc, hoặc là những người dân tộc mà đi, người Nùng, đồng bào Nùng đó, là thường là gặt, mùa gặt của họ là họ đều giao cho mẹ tôi đem thóc đến bán cho mẹ tôi. Thì mẹ tôi mới đem thóc đó đi trà thành gạo, rồi dần sàng lại cho nó cẩn thận để phân phối lại cho khách, gọi là khách sộp đấy, khách VIP đấy. Tại vì gạo mà trà xong rồi còn dần sàng nữa thì mà phân biệt rất là rõ ràng, tức là gạo 3 tháng, tức là lúa 3 tháng thì nó là lúa gì, bao nhiêu loại lúa 3 tháng, cái nào nó ra cái đó, thứ nào nó ra thứ đó, lúa 4 tháng rồi là lúa lốc, tức là lúa cấy trên cao đó, cấy trên đồi đấy, rồi là lúa mùa, tức là lúa 5 tháng, thóc 5 tháng, là rất là cẩn thận. Mẹ tôi là người cực kỳ cẩn thận. Có lẽ là bảo rằng những người làm hàng sáo về thóc gạo đó thì mẹ tôi có thể gọi là một người nhà quê điển hình. Thóc nào ra thóc đó, gạo nào ra gạo đó. Cái nồi cơm nấu lên là mỗi một loại gạo là mẹ tôi đều thử nấu đó, 3 lần. Mỗi một lần là cái mức độ nước nó khác nhau, và nấu thời bây giờ là nấu bằng nồi gang, mẹ tôi nấu bằng nồi gang, và có những cái nồi cơm được nấu bằng củi đó, và có những nồi cơm được nấu bằng rơm, tức là mẹ tôi là người rất là kỹ. Thì mẹ tôi mới nói với dì tôi là dì nhìn lên tường nhà, tức là nguyên một dãy tường, lúc đó cũng khoảng ít nhất là cũng khoảng 20 tạ gạo trong nhà của tôi. Năm 76, tức là đến năm 77 là tiêu điều rồi đó, là tất cả những cái thóc gạo trước đó có được để mà chuẩn bị bán đi đó, thì sau cái đợt bán đó là năm 76, 77, 78, 79 là treo, gọi là treo niêu đó, treo mỏ. Bởi vì có lẽ là trời đọa luôn, cho nên nó ngay khi cộng sản vào năm 75 thì năm 76 là mất mùa. Lúa trồng bạt ngàn đều không có ra bông được. Lúc bây giờ gọi là rầy nâu, tức là cái nạn dịch rầy nâu là khắp tất cả những cái ruộng của miền Tây và của miền Đông mà lúa nước là không có bông. Nhà tôi
nó khá là đặc biệt. Tôi có một cái khoảnh ruộng, tôi không hiểu tại sao, tức là chung quanh là không có ra bông, duy nhất cái mảnh ruộng của nhà tôi thì lại có bông. Tức là cái mảnh ruộng đó nó gọi là sào, sào gọi là bầy sào, cái mảnh bầy sào, sào là sào ta chứ không phải là sào tây. thì hai sào bảy ta mới bằng một sào tây, tức là một sào tây nghĩa là 1000 mét vuông. Thì cái khoảnh ruộng đó khoảng chừng 2000 mét vuông. Thì có được tức là lúa, ok, 576 là bông, là có bông cực kỳ là quý, cực kỳ là hiếm, chung quanh là đỏ hết, cánh đồng đỏ hết. Thì gì tôi khóc, và lần đó là lần đầu tiên tôi được biết là có một cái câu chuyện nó tang thương, nó đã xảy ra giữa mẹ tôi và dì tôi. Tức là năm 1954 đó, là mẹ tôi đi vào Nam đó. Thì lúc đó là làng Hành Thiện, và bên cạnh cái làng, lúc đó mẹ tôi là ở bên làng Ngọc Cục, tức là sát bên cạnh làng Hành Thiện. Thì đi vào Nam đó là bị dòng họ, tức là bị chị của tôi đó, bị bà dì của tôi đó là kéo lại không cho đi và nhốt trong nhà luôn. Thì cuối cùng là mẹ tôi trốn ra được cùng với anh chị của tôi, rồi đi vào cái dòng người di cư. Tức là nói lên điều đó để đâu đó các anh chị em thông cảm, hiểu được cái hoàn cảnh của gia đình tôi. Tức là gia đình của tôi là gọi là bên đỏ cũng không thua gì, mà bên xanh cũng, bên vàng cũng không thua gì. Tức là đều có những người quyết tử cho màu vàng, và cũng có những người quyết tử cho màu đỏ. Dòng họ của tôi là như vậy. Nó là một nỗi niềm. Cho nên ngay khi mà tôi bị tù ở trại năm, bây giờ gọi là trại năm Thanh Hóa, ngày xưa trước năm 1960 thì tên cái trại đó là trại Lý Bá Sơ, thì có những người tướng, tức là hàm tướng, quân đội hàm tướng đi vào trong trại để gọi là thăm tôi. Thì nó là những điều bẽ bàng, nó là những điều day dứt, bởi vì chính những người tướng, dù là tướng cũng không vào được, cũng không được thăm tôi. Vào tới trại rồi mà cũng không được thăm tôi. Thì đất nước của chúng ta nó có cái câu chuyện Bắc Nam, và cái câu chuyện Bắc Nam nó càng ngày nó càng làm cho chúng ta rơi vào cái trạng thái nhức nhối. Ở Sài Gòn, sau cái chuyện cả hàng mấy trăm người ở Hải Dương đi vào, rồi cái sự thật nó được bóc trần ra, thì những người trẻ đó không phải là chỉ có 300 người, mà cả hàng ngàn con người đã tìm cách để di chuyển xuống Phú Quốc. Tức là những người điều hành cái chuyến đi đó đã đưa xuống Phú Quốc, tìm cách đưa xuống Phú Quốc để gọi là cách ly. Thì đây là một cái điều nó làm cho tôi coi là một cái cảnh giống như là bà dì của tôi trước đây vậy. Tức là bị lừa dối. Những người dân lành bị lừa dối bởi những bọn chó má chính trị và kinh tế. Chúng nó lừa dối con người ta để cái lớp trẻ đi vào làm trò hề, làm trò cười, rồi cuối cùng thì lại là bị cách ly. Cho nên cái mục tiêu của chúng nó là gì? Và chưa hết, sau cái chuyện đó mà tôi lặp lại cả ngàn người nhé, chứ không phải là 300 người, cả ngàn người. Và sau cái chuyện đó thì nó lại xảy ra cái chuyện ngày hôm qua là bắt đầu đã có rồi, là cái chuyện Bình Dương. Ở ngoài Hà Nội cũng khoảng 300 người tại Hà Nội đi vào Bình Dương, tức là những thanh niên đi vào Bình Dương. Đi vào Bình Dương làm gì? Bảo rằng đi giải phóng Bình Dương, đi
lại cái chữ giải phóng, tức là cái chữ giải phóng là cái chữ đốt háng ấy, là cái chữ dội nước sôi vào háng ấy. Các anh chị em muốn cái biết, tức là những người miền Bắc biết cái cảm xúc, cảm giác và cái hành động ứng xử của người miền Nam như thế nào trong cái chữ giải phóng ấy, thì hãy nấu nước sôi và ngồi dạng ra, lấy nguyên một ca nước sôi đó dội vào háng mình, thì các anh chị em nhảy lên như thế nào thì y chang là tâm lý của người miền Nam khi nghe cái chữ giải phóng. Và câu chuyện đang xảy ra tại Bình Dương nó đòi hỏi chúng ta cần phải tìm ra gọi là chân tướng của sự việc, cái chuyện gì nó đang xảy ra, cái chuyện gì nó đang làm cho người ta bị nháo nhào đến như vậy. Và bây giờ nói cái chuyện vaccine, trong vòng 2 tuần lễ vừa qua đó, là người gọi là người Hồ Chí Minh là điên lên để mà trích vaccine, bất kể là vaccine gì, vaccine tàu không thành vấn đề gì cả. Vấn đề là trích, và trích làm sao, tại sao trích, thứ nhất là sợ, thứ hai bị đói. Ai làm cho cái sợ, cái corona có thực sự nó sợ đến mức độ như vậy không, cái mức độ chết vì corona, vì virus corona của Sài Gòn nó là bao nhiêu so với Indonesia, so với Thái Lan, thậm chí là so với Ấn Độ. Nhưng Indonesia và Thái Lan họ có rùng bị làm cho sợ hãi đến như vậy hay không, đến như Sài Gòn hay không, hay là chính ở Indonesia, ở Thái Lan, chính quyền, những người làm công tác chính quyền, những người làm công tác y tế phải đi sát cùng với người dân để ổn cố cái tinh thần người dân lại, để nói rằng nó không quá sợ hãi, corona không quá sợ hãi nếu chúng ta có đủ hiểu biết. Nó trái ngược hẳn với ở một đất nước Việt Nam văn hóa văn hiến, và đặc biệt là ở cái thành phố Hồ Chí Minh tuyệt diệu, con người ta co rúm lại vì sợ corona, con người ta nhìn corona như là một tử, tức là tử thần du hí, tức là một cái bóng dáng của tử thần ôm lưỡi hái, cầm lưỡi hái đứng ngay trước cửa của chúng ta, và động một cái là cách ly từ già đến bé, từ cái người 70 tuổi đến cái đứa mới 6 tháng tuổi, cách ly cái kiểu đéo gì mà là cái cách ly khùng điên như vậy. Ngay như cái chuyện vaccine tiêm chủng mà ở Âu Châu, cũng như là chính miệng ông Donald Trump tại Mỹ, ông đã phải hét lên rồi là cái đối tượng nào thì phải, tức là phải chấp hành thì nên trích, và những cái lứa tuổi nào là không được quyền trích, không được đụng vào, tức là những cái lứa tuổi mà gọi là trung học 15, 16, 17, 18 tuổi là không nên trích, là không được tút xe vào chúng nó, bởi vì tự chúng nó cái năng lực, cái tuổi trẻ, cái sức phản vệ của tuổi trẻ là nó đánh bay được corona, virus corona. Vấn đề là có hiểu biết hay không, trong khi là mẹ Việt Nam là đi cách ly tất, mà cách ly là như thế nào, phải rằng mỗi một người được vào trong một cái căn nhà riêng hay một khu vực riêng hay không. Cách ly cái kiểu ở Việt Nam là một hình thức làm ra lan truyền sự bệnh tật, tức là tạo ra sự lây lan nhiều hơn nữa. Các cái trung tâm gọi là trung tâm cách ly của Việt Nam là trung tâm phát bệnh, trung tâm chuyển bệnh, chứ nó không phải là gọi là để ngăn bệnh. Cho nên chúng ta cần phải nhìn lại cái năng lực của kẻ cầm quyền và cái ý đồ của kẻ cầm quyền. Ý đồ của kẻ cầm quyền là gì? Khi cố gắng để làm cho sự lây lan corona đến tận cùng mọi ngõ ngách như vậy. Bây giờ chúng ta đề cập đến cái lĩnh vực thứ hai, đó là lốc kê, đó là rào đường lại, không cho người ta đi lại, không cho người ta làm ăn. Nhưng có một cái kế hoạch nào hay không để tương trợ, để cứu trợ cho người ta? Hoàn toàn không có. Bọn cầm quyền nó làm giống y như là cái chuyện người Sài Gòn là những con robot. Những con robot thì không cần ăn.
Cho nên không cần phải buôn bán, không cần phải lương thực gì cả. Trong đầu của bọn cầm quyền là Sài Gòn là robot, người Sài Gòn là robot, người Sài Gòn là mình đồng giá sắt, khỏi cần phải ăn. Cho nên mới có cái chuyện lockdown như thế. Một lockdown một cách hết sức vô lý như vậy, khật khùng và vô lý như vậy. Cho nên bảo rằng đây là năng lực của kẻ cầm quyền, nó giới hạn, thì chúng ta cũng phải đặt vấn đề mẹ bọn nó khôn bỏ mẹ. Nếu nó không khôn làm sao nó xây được biệt phủ, nếu nó không khôn làm sao nó đè được con gái người ta ra để nó trịch và nó mang một cái danh nghĩa là đây là bố hờ, đây là bố nuôi. Nó trịch vô khối những đứa sinh viên nghèo, đứa nào cũng gọi là có bố để mà cho bố trịch. Mà bố trịch là ai, những thằng đó là ai, hầu hết 80% đều là những thằng gọi là cộng sản đỏ. Như vậy thì chúng nó đâu có ngu. Chúng nó không ngu thì chúng nó phải nhận ra cái sự tai hại của cái hành động, hành vi chặn người ta, lockdown người ta và isolate, tức là cách ly cái kiểu thú vật như vậy, cái kiểu lây truyền bệnh như vậy. Nghĩa là từ câu hỏi đó chúng ta phải nhìn thấy rằng chúng nó có ý đồ, chúng nó có chiến lược, và chiến lược ý đồ đó phục vụ cho ai, ý đồ giết dân Sài Gòn phục vụ cho ai. Giờ nói đến cái chuyện vaccine mới đây Mỹ quyết định là Pfizer, vaccine Pfizer là 32 triệu sẽ giúp Việt Nam. Những người cộng sản Việt Nam đang lững lờ, đang lượn lờ, cái này là giúp hay là cái này là mua, đó là trên truyền thông của họ nó lượn lờ lờ. Mà đối với tôi thì nếu có là mua đó thì nó là mua cái giá gọi là giá tối thiểu. Tôi gọi là nếu là mua. Còn cái suy nghĩ bình thường của tôi thì đâu đó có thể gọi là hàng vứt đi, hàng thừa của Mỹ quá nhiều, và họ cho Việt Nam bởi vì Việt Nam không có cái năng lực để làm cho người dân tác động cho người dân hiểu biết, giáo dục cho người dân hiểu biết để người dân tự phòng chống, mà lại cố gắng làm cho người dân nháo nhào lên để trích ngừa. Vậy thì cái gọi là 32 triệu liều vaccine Pfizer đang, tức là bắt đầu đến Sài Gòn là trích cho, tức là bắt đầu đến Việt Nam, không nói đến Sài Gòn, đến Việt Nam, ký kết để đến Việt Nam, thì 32 triệu đó ký cho ai? 32 triệu đó trích cho ai? 32 triệu đó trích cho Sài Gòn hay 32 triệu đó trích cho Hà Nội? Và nếu được chọn thì dân Sài Gòn sẽ chọn vaccine tàu hay là vaccine Pfizer của Mỹ? Câu hỏi này nó làm cho chúng ta nhìn cái sự kiện suốt 3 tuần lễ này đó là đè người Sài Gòn ra để cho người Sài Gòn hoảng hốt, nhốt người Sài Gòn để cho người Sài Gòn đói, để đi đến một cái quyết định là đéo mẹ cóc cần gì hết, giờ đói trước mắt, bị vây hãm trước mắt thì trích đã, và trích vaccine tàu. Vậy phải chăng cái ý đồ của những kẻ cầm quyền, của gọi là cộng sản Ba Ke, cộng sản Bắc Kỳ đó, là miền Nam nói chung, Sài Gòn nói riêng phải tiêm và tiêm thuốc tổng. Chúng ta hãy hình dung cho tới ngày hôm nay bao nhiêu người Sài Gòn đã tiêm, và những người đã tiêm đó là tiêm cái gì? Tiêm Pfizer hay là tiêm Genica hay là tiêm tiêm Vacno, vaccine tổng. Chúng ta cần phải nhìn thấy thật rõ là khoảng 70% đã tiêm thì là tiêm vaccine tổng. Vậy là có ý đồ, nó là ý đồ chứ không phải là sự ngu dốt. Người miền Nam nói chung và người Sài Gòn nói riêng bị làm cho hoảng hốt, bị làm cho không đói mà trở thành đói. Cái chuyện lấp kê đường phố này, lấp kê đường phố kia đã làm cho người ta hoảng loạn và làm cho người ta đói. Và khi người ta đói thì trước mắt người ta chỉ
chỉ giải quyết cái gì cho cái đói, giải quyết được cái đói của người ta thôi. Còn cái chuyện vaccine, tai hại của vaccine, à mẹ 5 năm sau, 10 năm sau, cóc cần, cóc quan tâm cái ngày hôm nay, cái đói. Cho nên cái đối với tôi, đây là chiến lược của những thằng Bắc Kỳ Cộng sản. Họ nói chung là những thằng Cộng sản. Và để phục vụ cho quyền lợi, là quyền lợi của ai? Phục vụ cho quyền lợi của tàu cộng. Thưa các anh chị em, chúng ta cần phải nhận diện như vậy. Chúng ta gọi là bảo rằng lý luận gọi là quanh co đấy, nhưng để cho chúng ta nhìn ra cái sự thật nó là như thế. Ngày hôm nay không trích cũng không được, thậm chí là ở Âu Châu những có rất nhiều người không muốn trích, bản thân tôi cũng vậy, là không muốn trích. Anh Huỳnh cũng phải không muốn trích, nhưng mà không trích thì sẽ không đi nước khác được, không qua biên giới được, không đi lên máy bay được, không trích thì không đi làm được, cho nên sẽ phải trích, sẽ phải tiêm. Cái vấn đề là đối đế để cố gắng nó kéo dài cái thời gian không tiêm, chưa tiêm, kéo dài. Tôi nghĩ rằng cái thời gian nếu ai kéo dài được một tháng nữa thì sự thật nó sẽ phơi bày rất rõ ràng, để cho người ta thấy rằng cái chuyện tiêm vaccine ấy, nó là điều không cần thiết. Dĩ nhiên tôi nói đến điều này đó là sẽ rất nhiều người không đồng ý và sẽ hét lại, sẽ chửi lại, bảo rằng thằng này nó là cái gì để nó nói đến chuyện đó, kiến thức nó đến đâu, trách nhiệm nó đến đâu, hay nó là nó chỉ nói vang mạng thôi. Nên chúng ta nói với nhau để chúng ta chất lọc. Xin đừng bảo rằng những điều ông này nói hay ông kia nói nó là đúng và chúng ta nghe theo. Chúng ta phải biết gọi là suy tư, biết chất lọc để chúng ta chọn ra cái xu thế của mình sẽ đi, cái quyết định mà mình sẽ tới sẽ phải thực hiện. Cái câu chuyện vaccine nó còn là một cái câu chuyện còn tranh cãi rất lớn đối với thượng tầng y khoa, tức là những nhà y khoa thứ thiệt còn đang còn tranh cãi rất lớn. Dĩ nhiên nói đến sự tranh cãi trong giới y khoa, nó sẽ đối lập, nó sẽ khác hẳn đối với những chuyện tranh cãi về chính trị, tức là những cái tập hợp chính trị, những cái tập hợp cầm quyền lực chính trị, cầm quyền chính quyền á của các quốc gia. Thì tất cả những người cầm quyền hầu hết là họ có 5 năm hoặc 6 năm cho một nhiệm kỳ. Và trong vòng 6 năm, 5 năm của một nhiệm kỳ đó, điều họ muốn là gì? Là cái nhiệm kỳ sau của họ, họ sẽ tốt hơn, họ sẽ, nhiều người sẽ quý họ hơn. Và để lo xa đó thì cái chuyện vaccine nếu nó có tai hại đó thì nó là tai hại cả 50 năm sau. Còn giai đoạn ngày hôm nay thì cứ trích đã, trích để ổn định kinh tế, trích để người ta đi làm nó an toàn, gọi là an toàn. Bởi vì nếu có sự không an toàn thì nó là 5 năm sau hoặc 10 năm sau nó mới có. Thì lúc đó là cái thằng cầm quyền khác rồi, cái bộ máy chính quyền là bộ máy khác rồi. Còn cái bộ máy chính quyền của ngày hôm nay, thí dụ như là Pháp là thằng Macron chẳng hạn, thì nó phải làm sao để nó giải quyết cái lợi nhuận trước mắt của nó đó. Mà cái lợi nhuận trước mắt nó là gì? Cái cần thiết trước mắt nó là gì? Mọi người hãy cứ trích, bởi vì trích thì sẽ giảm thiểu được, tức là nó không dứt khoát là giảm thiểu hẳn 100%, nhưng nó giảm thiểu được 50% hoặc 60% cái chuyện lây lan, thì đời sống xã hội nó sẽ dần dần nó ổn định sớm hơn. Nó cóc cần nhìn xa, bởi vì nhìn xa làm gì? Cái quyền lợi của chúng nó là quyền lợi 5 năm, quyền lợi 6 năm tối đa. Thì cái chuyện 10 năm là chuyện là của thằng khác, đâu phải là chuyện của chúng nó nữa. Nếu như là 10 năm sau, nó có 1 triệu người, 2 triệu người trở thành giật dẹo, hoặc là mẹ đẻ không ra, không có bầu nữa, không có con nữa, thì cái chuyện đó nó là vấn đề của người khác. Giống như những người gọi là kiến thức siêu đẳng của bộ này, hạ bộ hoặc là thượng bộ của Việt Nam từng tuyên bố rằng cái câu chuyện Trường Sa, cái câu chuyện Hoàng Sa là để cho cái bọn nhóc
cái bọn nhãi nhép nó giải quyết, tức là 20 năm sau, 40 năm sau, 50 năm sau con cháu của chúng ta nó giải quyết, chứ việc đéo gì phải giải quyết, chúng ta lại phải e cổ nó giải quyết ngày hôm nay. Đó là ngôn ngữ của những thằng cộng sản Ba Kè. Chúng nó là như vậy. Chúng nó là vô thần. Cộng sản là vô thần. Mà đã là vô thần thì cái đời sống của ngày hôm nay chúng nó làm sao để thật no, ăn thật no, ngủ thật đã, ăn ngủ đủ ỉa, thật thoải mái, thật là sung túc sung mãn. Đời sống của nó mà, ước mơ của nó mà. Và nó định giá cái đời sống của nó là như vậy thôi, ăn ngủ đủ ỉa, đến khi nó không đủ được nữa, không ăn được nữa, nó chết nghĩa là xong. Đời sống của nó chết nghĩa là xong, nó không có đời sau. Nó không có tiền kiếp, nó cũng không có hậu kiếp. Nó không có thiên đàng, nó không có địa ngục. Nó chỉ có ăn ngủ đủ ỉa mà thôi. Đó là bản chất của cộng sản, đặc biệt là cộng sản Ba Kè. Và chúng ta, đại đa phần chúng ta là những người mang niềm tin. Chúng ta là những người có tâm linh. Một câu hỏi cần phải đặt ra với chúng ta là chúng ta chấp nhận họ đến bao giờ? Tức là chúng ta chấp nhận những thằng trong đầu chỉ có ăn ngủ đủ ỉa, nó ngồi trên đầu của chúng ta và nó ngồi đến bao giờ? Bao giờ chúng ta mới đứng thẳng cái lưng lên? Bao giờ chúng ta không khom khom? Bởi vì khi chúng ta khom khom nó nhảy lên cổ của chúng ta, nó ngồi. Khi chúng ta đứng thẳng lên làm sao mà nó cứ ngồi trên đầu chúng ta được khi chúng ta đứng thẳng? Cho nên đây là cái cơ hội. Cái câu chuyện vaccine, cái câu chuyện corona, nó làm cho chúng ta bắt buộc phải tỉnh ngủ. Bắt buộc phải nhìn thấy cái bóng dáng đi khom khom của cả một dân tộc Việt Nam. 90 triệu con người lom khom từ già đến bé, cứ lom khom vừa đi vừa nhặt kiến. Trên một cái hành trình gọi là vạn dặm như vậy, 90 triệu con người vừa đi vừa nhặt kiến. Cứ lom khom bắt kiến như thế. Chúng ta phải nhận ra dân tộc của chúng ta đang đi như vậy. Và cần phải tìm ra một cái lối thoát. Muốn tìm ra một cái lối thoát đó, không có dựa vào ông A hay dựa vào ông B, mà đầu tiên phải dựa vào chính đạo lý của mình, đạo lý của dân tộc mình, đạo lý của con người. Khi chúng ta có được đạo lý của dân tộc, đạo lý của con người, thì chúng ta sẽ tìm được nhau. Và khi chúng ta tìm được nhau nghĩa là liên kết. Mà liên kết nghĩa là đứng thẳng vậy. Dân tộc một khi liên kết được với nhau thì tự nó là cái cây đứng thẳng. Và những thằng nó treo tòn teng, những thằng mà nó gọi là bú liếm, nó đu bám để nó bú liếm, mẹ một bọn sâu bọ nó sẽ phải rớt xuống. Thưa các anh chị em, điều thứ hai muốn chia sẻ với các anh chị em, nó liên quan đến những người tù tại Việt Nam. Ngày hôm qua một số những cái clip âm thanh cũng như nó có một vài cái nét hình ảnh của Chí Hòa nó xảy ra, làm cho chúng ta dao động, làm cho chúng ta xúc động, lo lắng. Bởi vì cái cảnh tù trong cái bối cảnh của ngày hôm nay là cả thế giới là họ rất là hoảng Covid, mà vào trại tù thì là nó khủng khiếp vô cùng. Mà liệu Covid nó có né chạy tù hay không? Đâu có né. Cho nên chạy tù Chí Hòa có cái chuyện làm loạn của ngày hôm qua, đêm qua. Tôi không coi đây là một sự làm loạn, mà tôi coi đây là một phản ứng tự nhiên của con người. Đây không thể là làm loạn, đây không phải là làm loạn, mà đây là chuyện tự vệ. Họ có lý của họ để họ tự vệ. Những người đang bị cầm tù, họ có lý lẽ để tự bảo vệ. Và họ có cái cơ hội để họ nhìn ra chung quanh. Họ nhận ra cái sự vô trách nhiệm và sự không biết làm việc. Cái năng lực quản lý trại tù, quản lý đất nước của những kẻ cầm quyền nó là zero. Và họ đang lâm vào cái tình trạng là đủ mẹ tụi mày nhốt tao như thế này, đằng nào tao cũng chết. Tao không phản ứng là tao sẽ chết. Vì thế chúng ta thấy rằng cái sự phản ứng của họ ít hay nhiều nó đã dẫn đến một cái kết quả là chúng ta biết rằng có 2-3 chiếc xe
đặc biệt đã chở những người ở trong, tức là những người tù của trại Chí Hòa, để đi một nơi khác, để gọi là cách ly ở một nơi khác, ở Củ Chi. Thì từ cái câu chuyện của trại tù Chí Hòa, chúng ta cần nhìn ra những trại tù khác, đặc biệt những nơi có những người tù yêu nước. Những người bị tù, những người bị cầm tù, gọi là những người mang tội hình sự đó, mà ở Việt Nam thì thế nào là hình sự? Ở Việt Nam không có tù chính trị. Chúng ta nói với nhau gọi là tù nhân lương tâm hay là tù nhân chính trị là chúng ta nói với nhau thôi. Chứ trong bộ luật hình sự của chúng nó, kể cả là bộ luật hình sự 1982 hay là bộ luật hình sự 2005, nó không có cái tên gọi là tù chính trị. Tất cả đều là tù hình sự hết. Nó gọi là tù hình sự hết. Nó không có một cái quy chế nào gọi là bảo là ông đó là tù chính trị thì phải như thế này hay phải như thế kia. Nó không có. Vì thế, cái tình trạng chúng ta cần nhìn đến anh em chúng ta, những người, những bậc anh hùng. Tôi nói là không phải là tất cả những người tù đều là những bậc anh hùng. Tức là không phải tất cả những người tù chính trị đang giam giữ hoặc đã giam giữ ở trong các trại tù đều là những bậc anh hùng. Nhưng ít hay nhiều là 60%, 70% là những bậc anh hùng. Chúng ta sau này sẽ có cái cơ hội để chúng ta nhận diện cũng như chất lọc ai là anh hùng thật sự hết. Hay là ông gọi là tù dân chủ, tù chính trị là người ta sơn phết, người ta vẽ vời ông lên thành một thằng tù thôi để chuẩn bị cho một cái giai đoạn nào đó. Ông từ trong nhà tù ông đi ra là ông nắm quyền, và khi đó là ông là người gọi là chia quyền lực với những kẻ cầm quyền hiện tại. Đó là chính trị mà. Những thằng làm chính trị ngày hôm nay nó đã xây dựng một cái lực lượng kế thừa của chúng nó. Tức là những thằng làm chính trị luôn luôn nó có một cái lực lượng gọi là lực lượng dự bị kế thừa của chúng nó. Cái lực lượng dự bị kế thừa đó, hoặc là do chính chúng nó tạo ra. Tức là tạo ra một ông tù nhân chính trị, tạo ra một ông tù nhân dân chủ. Mà là vốn liếng của chúng nó. Hoặc là nó tận dụng. Cái anh chàng đó là cái anh chàng hoạt động gọi là dân chủ. Và anh ta có một bề thế đã được xây dựng thành là gọi là một nhà dân chủ. Và họ sẽ tranh thủ, họ sẽ nói chuyện, họ sẽ gợi ý. Ông theo cái quan điểm của chúng tôi thì ông sẽ được thoải mái trong nhà tù. Ông sẽ được thăm nuôi thoải mái, vợ ông đến thăm ông mỗi tháng, có thể ở với nhau, ngủ nghỉ với nhau, được gọi là trong nhà hạnh phúc được 24 giờ đồng hồ. Và thậm chí là chúng tôi sẽ tạo điều kiện để cho vợ của ông có thể làm kinh tế tốt hơn, cũng như là làm tình tốt hơn với ai đó. Và nó có những sự đồng ý với nhau. Thì cái đó là cái trạng thái, đó là cái trạng thái chúng ta sẽ phải chắt lọc sau này. Và tôi nghĩ là nó không có lâu đâu, là chúng ta sẽ phải đi đến một cái chuyện chắt lọc để tìm ra những bậc anh hùng thật sự của đất nước đang ở trong các trại tù. Những người tù vì đất nước thật sự, vì tự do thật sự, vì công bằng thật sự. Bản lĩnh của chúng ta giờ này bắt đầu phải đào bới, phải đào xới, phải xây dựng để cùng với nhau có được một bản lĩnh thật sự của những người làm chính trị trong tương lai. Mà tương lai không phải là tương lai xa đâu, tương lai rất gần. Vì thế, chúng ta nói với nhau về những cái hành vi bắt bớ đang nổi lên trong những ngày vừa qua. Những cái hành vi bắt bớ tại Nha Trang, những cái hành vi bắt bớ tại Nam Định hoặc là tại miền Nam. Nó cần cho chúng ta phải chiêm nghiệm thật kỹ. Xin đừng nhìn hời hợt với một bản tin rằng cái ông ở Nam Định vừa mới bị bắt,
ba nhà gọi là truyền thông, gọi là mà truyền thông là gì? Chúng ta đang làm công việc truyền thông này. Gọi là chuyển vài cái clip hay là chuyển vài cái status gọi là nói lên sự thật thôi, là bảo rằng tuyên truyền chống chế độ, là bị bắt, là bị cầm tù. Thì đã đến lúc chúng ta cần nhìn kỹ những cái sự kiện đó. Những cái cuộc bố ráp, những cái cuộc bắt bớ đó phải làm thành những hồ sơ thật kỹ lưỡng. Và những hồ sơ thật kỹ lưỡng đó, ai là người liên quan? Phải thật là nghiêm chỉnh, phải thật là nghiêm minh. Bởi vì thời thế nó sắp sửa thay đổi rồi. Cái thời thế, tôi không nói đùa đâu nhé. Cái thời thế nó thay đổi, nó không phải là chỉ có thay đổi ở Việt Nam, toàn cầu sẽ thay đổi. Toàn cầu sẽ thay đổi. Người ta rất nhiều các anh chị em mà đang thắc mắc và đang rất là tiêu cực nhìn về nước Mỹ, kêu là chết mẹ rồi, một cái quốc gia đứng đầu thế giới mà cái gọi là nền dân chủ ngày hôm nay nó bê bết đến như thế. Chúng ta rất lầm lẫn, rất hay cố ý lầm lẫn cái chuyện dân chủ là mục tiêu hay là dân chủ là phương tiện. Nền tảng của Cộng hòa nó vừa là phương tiện, nó cũng có thể là mục tiêu. Bởi vì Cộng hòa là dân quốc, trong khi dân chủ nó không là phương tiện được. Dân chủ nó là mục tiêu. Người ta phải dùng một chế độ Cộng hòa hoặc là một chế độ quân chủ nào đó để tiến tới cái mục tiêu dân chủ cho xã hội đó. Thí dụ như là những quốc gia như Nhật Bản, đó đâu phải là chế độ Cộng hòa, nó cũng không phải là chế độ dân chủ. Cho nên chúng ta lầm lẫn, chúng ta bị dẫn dắt đi vào, chúng ta lầm lẫn cái khái niệm dân chủ. Nó là mục tiêu hay nó là phương tiện? Nó là mục tiêu chứ không thể là phương tiện. Tức là nó không thể là một hệ thống trở thành phương tiện để đạt đến cái gọi là dân chủ của chúng ta. Chính chúng ta cần phải nhận định rõ cái cuộc tranh đấu của chúng ta nó phải có từng cái nấc thang một. Muốn đi đến dân chủ, muốn đạt đến cái mục tiêu dân chủ, chúng ta phải có hoặc là nền quân chủ, hoặc là quân chủ lập hiến, hoặc là dân chủ đại nghị, Cộng hòa. Tức là chúng ta phải đi như vậy. Giống như Đài Loan ngày hôm nay. Đài Loan ngày hôm nay ở đâu gọi là quốc gia dân chủ. Họ đang thể hiện dân chủ, họ đang cố gắng để đạt đến dân chủ bằng cái nền Cộng hòa của họ. Bọn dân chủ, đặc biệt là bọn ở Mỹ và bọn ở Âu Châu, là nó đang khai thác cái chữ dân chủ, khai thác cái mục tiêu dân chủ để lập lờ đánh lận con đen, vừa là phương tiện vừa là mục tiêu. Chúng ta nhìn cái câu chuyện của nước Mỹ và nhiều người cảm thấy tiêu cực, bảo là mẹ như vậy thì còn trông mong gì được nữa. Nhưng chúng ta cần phải nhìn thật rõ lại, thật là cẩn thận lại cái câu chuyện của ông Donald Trump, của nền Cộng hòa. Ông Donald Trump chỉ là một cá nhân. Đối với tôi, cái nền Cộng hòa mới là nền quan trọng. Và ai giữ giềng mối cho nền Cộng hòa? Nói đến giềng mối của nền Cộng hòa Mỹ là nói đến quân đội. Mà ngày hôm nay quân đội có phải là nằm ở trong cái hệ thống điều hành mọi sự chi phối là của thằng Miller hay là của thằng Bin Laden hay không? Thằng Joe Biden hay không? Không. Tào lao. Thậm chí là liên quan đến người Việt của chúng ta đó, một số người dựng lên, thổi lên rất là mạnh bạo, rất là hùng tráng, nó nói rất là mạnh miệng với những bài viết rất là ngon lành, bảo rằng ông Lương Xuân Việt là bị tước chức, là bị Biden lột chức, áp lực lột chức để về đuổi gà. Tào lao. Mẹ đấu tranh mà như vậy, vào xứ chọi châu như vậy, châu nó húc lòi ruột ra vẫn không biết là tại sao mình bị húc lòi ruột, tại sao mình chết trong cái xứ chọi châu. Chuyện Lương Xuân Việt, từ một cái vị tướng như vậy,
một vị tướng gọi là một vị tướng anh hùng. Anh hùng thật sự của nước Mỹ chứ không phải là của Việt Nam. Dĩ nhiên, chúng ta, nhiều người Việt Nam mơ ước rằng đâu đó cũng là anh hùng, một bóng dáng anh hùng của Việt Nam. Nhưng điều quan trọng nhất là anh hùng của một quốc gia đang lãnh đạo thế giới và đang trong cơn gọi là cơn sóng dữ. Nói rằng ông Lương Xuân Việt bị tước chức, bị lột chức bởi Biden. Vậy tại sao người ta lại phải lột chức ông Lương Xuân Việt mà không lột chức ông em, tức là ông tướng tổng tư lệnh Thái Bình Dương, là em của ông tướng gọi là ông tướng sặc gạch, ông tướng mà mẹ cái nhìn luôn là lúc nào cũng là cái tầm nhìn cầm tầm nhìn diều hâu vào mặt vào mắt bọn bọn dân chủ, vào mặt vào mắt thằng tổng thống phễu Biden và con Harris khùng, cần phải thay. Nếu họ có lực, nếu họ thật sự có quyền thì họ thay, họ thay em ông tướng Flynn, ông Richard, chứ không phải là thay ông tướng Lương Xuân Việt. Vì thế cần phải nhìn cái vị trí của ông Lương Xuân Việt đang từ vị trí quân đội mà đi đến một cái ngã ba và bắt buộc vì quyền lợi của nước Mỹ, vì quyền lợi của nền Cộng hòa thế giới, cái bàn chân đó, cái bước chân đó đã tách sang lĩnh vực chính trị. Và cái vóc dáng chính trị vì thế đó, nó sẽ trở thành một cái, tức là cái vóc dáng Lương Xuân Việt trở thành một nhà chính trị, nó sẽ quan trọng hơn rất nhiều. Nó sẽ đóng góp hữu hiệu hơn rất nhiều cho nền Cộng hòa của thế giới nói chung và cho nền Cộng hòa của Việt Nam nói riêng. Cho nên hãy nhìn cái sự kiện của ông Lương Xuân Việt là một vầng ánh sáng, chứ đừng cứ tiếu lâm ba cái anh chàng làm YouTube đọc những cái bài viết vớ va vớ vẩn của mấy người gọi là mấy con long quăng, dựng lên đủ thứ chuyện về cái chuyện ông Lương Xuân Việt bị bóc, bị ép thế này thế kia, tào lao bí đao láo xạo. Thì chúng ta đâu đó cần nhìn vào cái sự kiện quân đội của Hoa Kỳ để chúng ta thấy rằng cái sự kiện của ông Tổng thống Donald Trump sẽ trở lại nó không có lâu. Tôi nói cái chữ là ông trở lại. Nhiều người nói ra cái mốc thời gian là ông ta sẽ trở lại năm 2024, tào lao bí đao. Không lâu đâu ông ta sẽ trở lại. Và tôi lặp lại, đối với tôi, cá nhân của ông Donald Trump chỉ là một cá nhân thôi. Ông ta chỉ là một cá nhân thôi. Ông ta là người thừa hành của một thế lực lớn, đó là thế lực Cộng hòa. Thế lực Cộng hòa của nước Mỹ không thể đùa được. Ngày hôm nay những cái câu chuyện xảy ra tại Chicago, những cái câu chuyện xảy ra tại các tiểu bang dân chủ, đặc biệt liên quan đến ngày mùng 4 tháng 7 vừa qua, mẹ người ta té ngửa. Ta kêu mẹ, cái quốc gia này nó còn gì là quốc gia? Và tất cả những cái tiểu bang dân chủ nó đang xô đẩy để người dân, cái xã hội đó, đi đến một cái tình trạng là vô chính phủ. Người dân cần phải nhìn ra chuyện đó. Nhìn ra, nhìn cái hình, cái câu chuyện ngày mùng 4 tháng 7, mẹ lu bù bọn đen đi ăn cắp, lu bù bọn đen móc súng bắn thiên hạ, bắn tá là bùng binh, nổ súng. Bọn đen và bọn nhờ dân chủ. Cái điều này có phải là vì quân đội họ bất lực hay không? Không. Cho tới giờ này chúng ta chưa thấy quân đội làm việc. Tức là các cái động thái của quân đội Hoa Kỳ, quân đội Mỹ vẫn là quan sát, đứng quan sát. Và chúng ta đừng quên cái lá cờ đen. Cái lá cờ đen nằm dưới cái lá cờ chính diện của nước Mỹ ngày hôm nay. Điều đó cho chúng ta thấy cái gì? Quân đội họ đang điều hành nước Mỹ. Còn cái chuyện của Biden hay là cái bà phó tổng thống khùng khùng điên điên đó là
đang diễn trò mà thôi. Diễn trò để cho người ta tỉnh ra. Cũng giống như là cái câu chuyện vaccine và câu chuyện COVID tại Việt Nam. Nếu không có chuyện COVID tại Việt Nam thì người dân Việt Nam vẫn còn lú lẫn, vẫn còn khờ khạo, vẫn còn tin rằng à, những thằng ba ke Bắc Kỳ Cộng sản nó có khả năng lãnh đạo đất nước. Nhưng từ cái câu chuyện COVID cho tới ngày hôm nay, người ta đã nhìn thấy rằng à, đù mẹ bọn nó không có biết làm cái con mẹ gì cả, cái chuyện lãnh đạo đất nước tụi nó không có khả năng. Và đâu đó nó còn có một cái ý đồ nó giết người dân miền Nam. Cho nên nhờ vào câu chuyện COVID người ta đang tỉnh ra. Cũng giống như là tại Hoa Kỳ, nhờ vào câu chuyện ăn cắp phiếu, nhờ vào cái câu chuyện ông Donald Trump bị cướp cái quyền phiếu đó, người dân Mỹ mới bắt đầu tỉnh táo ra để nhận ra à, ai là kẻ thù. Thưa các anh chị em, live stream ngày hôm nay chấm dứt ở đây. Mong rằng có một sự gợi ý nào đó để cho các anh chị em có thể chắt lọc thêm. Xin kính chào các anh chị em.